Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Chúng ta có thể thấy là thiết kế 4 tầng, có ban công rất là thoáng, rất là đẹp và có hướng chính đó là hướng Tây Bắc. Ngõ ở trước nhà là rộng 2,2 m, cách đường ô tô đi là 50 m. Đấy, khu vực rất là đông dân cư, tiện đường học, trạm xá, bệnh viện, siêu thị rất là tiện. Đây chúng ta có thể thấy là toàn bộ phía trước của ngôi nhà là được ốp lát bằng gạch granite rất là sạch. Có cửa chính và cửa sổ phụ. Cửa chính là sử dụng là bằng cửa xếp inox và bên trong nó là cửa gỗ và kính. Cửa phụ là được sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Đây là toàn bộ phía trước 4 tầng của ngôi nhà đây. Có diện tích là 30 m² và đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 050 triệu. Hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho mọi người, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Hiện tại là tôi đang đứng ở phía trong tầng 1 của ngôi nhà đây, chúng ta có thể thấy đó. Chúng ta có thể thấy rõ đây. Đó. Đây là phía trước nhà. Toàn bộ ở phía trong tầng 1 thì là trần sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn led. Tầng 1 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một khu bếp để nấu nướng, một khu nhà vệ sinh phụ và toàn bộ ở phía ngoài đây là khu phòng khách và nhà để xe. Diện tích được thiết kế rất là hợp lý. Giá cả thì rất là vừa phải, có thể phù hợp với rất là nhiều đối tượng, rất là nhiều hộ gia đình. Đó, chúng ta thể nhìn qua toàn bộ đây là của tầng 1 đây. Toàn bộ hệ thống tủ bếp của chúng tôi đó chính là sử dụng là tủ bếp bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bếp là sử dụng là bằng đá granite. Hệ thống ốp bếp là sử dụng là kính ốp bếp, kính cường lực. Cảm giác khi vào trong khu bếp nhìn rất là sạch và rất là sang. Đó, chúng ta có thể nhìn kỹ khu bếp đây. Hệ thống vòi và chậu rửa là chúng tôi là sử dụng là bằng inox 304. Đó, đã lắp hoàn thiện tất cả cho anh em, từ hệ thống điện, hệ thống nước, tất cả đều đã đầy đủ hết. Mọi người có thể chuyển đồ về và ở luôn. Tầng 1 chúng ta cũng có thêm một cái ô cửa sổ ở phía bên bếp đây, mở ra để lấy đi ánh sáng và lấy không khí. Chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn cái đường ống để nắp hút mùi. Khi mọi người có nhu cầu nắp thì là chúng ta có thể nắp được luôn. Ở đây là khu vệ sinh phụ. Cái cửa nhà vệ sinh nó được sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp, nhôm hệ cao cấp. Và đây là khu phía cầu thang đi lên. Đấy, chúng ta có thể quan sát kỹ cái khu phía cầu thang đi lên đây. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống vách ở lối chắn cầu thang và phòng khách. Đó, vừa tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, vừa đảm bảo an toàn cho mọi người. Thiết kế rất là đẹp. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng cũng bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc là sử dụng mà bằng đá granite cao cấp. Sau đây là tôi xin mời mọi người nên tham quan ở phía bên trên tầng 2 để chúng ta có thể là thấy rõ hơn. Đó, đi lên trên tầng 2 thì chúng ta có thể thấy là ở ngay đầu phía cầu thang là chúng ta sẽ có một cái cửa sổ hệ lùa mở ra đây để lấy ánh sáng và lấy không khí, đảm bảo phong thủy cho ngôi nhà rất là thoáng. Tầng 2 sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây, toàn bộ hệ thống phòng ngủ của chúng ta đây sẽ có là cửa sổ nhôm hệ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Và phía bên ngoài đây là chúng ta sẽ có thêm một cửa sổ mở ra ngoài ban công. Đây là cửa để mở ra ngoài ban công, cũng sử dụng là cửa nhôm hệ luôn. Đó, đây là cái khu vực ban công của chúng ta đây. Chúng ta là có thể là lắp điều hòa đấy, hoặc là trồng cây, hoặc là kê bàn cà phê ở đây rất là thoáng. Trần này cũng được chúng tôi là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn led, rất là đầy đủ ánh sáng, rất là tiết kiệm điện và cái cảm giác vào trong ngôi nhà nó rất là sang trọng. Đó, phòng ngủ rất là rộng, chúng ta có thể là kê được giường ngủ này, tủ quần áo này, bàn làm việc đấy. Cửa thông phòng là được sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi, cửa rất là cao. Đấy, rất là to đây. Và đây là khu nhà vệ sinh.
Toàn bộ khu nhà vệ sinh của chúng tôi thì sẽ sử dụng là bệt và lavabo là của Inac. Đó, bệt Inac 504. Lavabo của Inac. Sen vòi là sử dụng là sen vòi nhập khẩu Hàn Quốc. Toàn bộ hệ thống gạch gạch ốp nát là chúng tôi là sử dụng là gạch ốp nát là kích thước 30-60. Gạch loại 1. Nhà vệ sinh thiết kế rất là rộng. Và cửa nhà vệ sinh là cũng là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ luôn. Toàn bộ gạch cát nền của tầng 2 là sử dụng là gạch đông gỗ và gạch loại 1. Tiếp theo đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Tầng 3 là sẽ có thiết kế là tương tự như tầng 2, chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Đó, một phòng ngủ thiết kế cũng giống y như tầng 2 thôi. Cũng có đầy đủ cửa sổ này, cửa mở ra ngoài ban công, cửa thông phòng và một phòng vệ sinh. Đó, thiết kế tầng 2 và tầng 3 là giống hệt nhau. Đấy, nhà vệ sinh là có ô cửa sổ để lấy ánh sáng và lấy không khí rất là thoáng. Và đây là cái cửa sổ thông ra chỗ cầu thang này. Chúng ta có thể thấy là ở phía xung quanh là rất là nhiều nhà cao tầng. Đấy, ở nhà nằm ở khu vực đông dân cư, dân trí rất là cao, thuận tiện trường học, bệnh viện. Và sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 là của chúng ta là cũng sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ. Đây, phòng thờ rất là thoáng, rất là rộng đây. Đó, đầy đủ cửa sổ. Cũng có cửa thông phòng. Đây là cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Và một sân phơi. Đó, toàn bộ khu sân phơi là đã được chúng tôi là quây chuồng cọp và đổ mái liền nó hết. Đây, khu rất là thoáng, chúng ta có thể là nhìn quan sát toàn bộ khu vực phía xung quanh nhà đây. Đó. Ngôi nhà thì nằm rất là gần với lại trường Đại học Công nghiệp và gần sân vận động Mỹ Đình, gần bến xe Mỹ Đình, rất là tiện. Giá cả thì vô cùng hợp lý. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 050 triệu. Có diện tích sử dụng là 30m2, được xây 4 tầng. Đã có sổ đỏ đầy đủ và chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho mọi người khi sang tên sổ. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn hoặc xem nhà, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác của công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.